Bây giờ ai nhiều tài năng hơn thì người đấy thắng. Ok, vậy tôi cũng có một điều kiện. Đó chính là phải trình bày hết cả bài và không được giáp một khúc nào hết. Quá là điều bình thường. Vậy em sẽ là trọng tài. Mời em. Trận thi đấu giữa chị Việt Thi và anh Winner xin được phép bắt đầu. Lời nói đầu tiên cho Winner xin gửi tới các quý vị khán giả và lời các ông các bà lời kính chào chính thức sức khỏe tốt đẹp nhất. Bài được. Và sau đây tài năng Winner xin thể hiện là một đoạn rap vô cùng là nhỏ bé do Winner tự viết lời và flow. Ok. Và sau đây bài rap xin phép được bắt đầu. Bỗng ngày sau quá buồn khi đôi vui cứ tìm tôi nên đây con lại rơi xuống sẽ cho bồi bồn lên núi. Từ nay tự lo rửa bát nấu cơm quét nhà với một thân một mình. Ngày ngày từ thế trôi qua nên con tình tình khổ ghê. Bởi tôi nói làm cho rất khó, lúc buồn rất nhưng phải lo. Mong trong gò bó và cuộc sống là ấm no, muốn bay về ngày thơ với tôi từ học trò. Cha còn làm bạn nhé, cùng chung nhau tới gửi nhé, nhé, nhé. Thường thôi, bây giờ xem chị của các em như thế nào. Cố lên chị Việt Thi. Tôi muốn hộ chị. Bây giờ chị sẽ cho mọi người chọn nhạc cụ đó. Tôi là đối thủ trực tiếp, tôi được chọn đúng không? Ok. Thì hôm nay bà mặc một bộ áo dài truyền thống vô cùng là đẹp. Cảm ơn Winner. Thì tôi nghĩ là bà cũng nên chọn một nhạc cụ phù hợp với bộ trang phục này. Tôi biết rồi, đàn bầu đúng không? Không, guitar. Được rồi, chị sẽ thể hiện cho mấy cưng thấy. Chị của mấy cưng không hề dở. Cố lên chị Việt Thi, cố lên chị Việt Thi. Tôi muốn ê, hỏi chị. Ê này, sao lại quay lưng vào khán giả thế? Đâu có cái quy luật nào mà bắt thí sinh không được nhìn khán giả đâu. Đúng rồi, không có cái luật nào như vậy đó. Thì đánh đi, rồi tôi xem này. Tôi nói rồi nha, trong lúc mà tôi đánh thì tốt nhất đừng có đi vô đây à. Tôi mà thấy ánh mắt của người nào tôi bị khớp tôi không đánh được là do người đó nha. Đánh đi. Đã lắng nghe tiết mục của tôi. Bên kia có còn tài lẻ gì không? Show up đi. Bình thường thôi. Mỗi người chúng ta thì đều có một tài lẻ khác. Tôi bây giờ sẽ tăng một level khó hơn. Nhìn đây. Thì bây giờ đây tôi sẽ trình diễn một tiết mục nhảy cho mọi người xem. Ok. Xin mời thưởng thức. Bây giờ tới lượt chị. Chị sẽ đánh đàn bầu cho mấy đứa nghe nha. Cố lên chị Việt Thi. Nhạc hay quá chị Thi ơi. À,
Bây giờ ông có còn tài lẻ gì nữa không? Nữa. À, thì... bình tĩnh, anh của em là phải khác. Nó lẻ. Bà chơi mấy cái này thì tôi là tôi là ấy, tôi hết rồi đấy. Vậy nếu như mà tôi biểu diễn thêm một loại nhạc cụ nữa thì tất nghĩa lúc đó là tôi sẽ thắng. Ờ thì nếu bà còn ok. Và sau đây chị sẽ trình diễn với mấy đứa với Kina, người chị chuẩn bị thắng một màn độc tấu sáo trúc. Vâng, xin mời mọi người lắng nghe. Ok. Chị ơi ơi, chị mình giỏi quá. Chị thấy đúng tài năng. Cái gì là thi? Ủa, cái gì vậy chị Thi? Hòa tấu sáo trúc hả? Cái gì vậy chị Thi? Tôi biết rồi ha. Hóa ra tất cả các loại nhạc được phát ra từ các nhạc cụ này là đều phát ra từ cái điện thoại này đúng không? Chị Thi, tại sao chị lại chân gian? Trời ơi, uống con từ nãy giờ em đang khàn cổ luôn á. Thế các em cũng biết kết quả của cuộc thi tài năng này đều đúng không? Dạ biết. À, phần thắng thì chắc mấy đứa cũng biết rồi. Thế ai là người thua cuộc? Có phải là người chị gái tài năng của mấy đứa không? Dạ đúng.